thật lạ kỳ khi đối diện với những dòng sông. Sau lấp lánh những con sóng bạc đầu, dường như muôn đời không thay đổi ấy, là thăm thẳm, mịt mùng, ắp đầy nhân tình thế sự, là những trang biên niên sử hào hùng, là một nền văn minh rực rỡ mà nhân loại kiếm tìm, là chứng nhân của lịch sử thăng trầm dân tộc. Từ thuở hồng hoang lịch sử, những dòng sông vẫn cuồn cuộn chảy về vắt ngang lịch sử hôm nay. Hành trình vô tận ấy vẫn kịp in dấu những nền văn minh kiêu hãnh sông Hồng, sông Mã, sông Lô. Và trong dòng chảy bạch đằng giang này, lưu dấu sáng ngời nền văn minh giữ nước suốt ngàn năm. Đã xa lắc một thời trận mạc chiến tranh, đã nhạt nhòa tiếng gươm khua lửa cháy và nước sông loang đỏ máu quân thù. Sông nước bạch đằng hôm nay ngăn ngắt một màu xanh phồn thực đủ đầy. Những chiếc thuyền nan nhẹ trôi trên sóng biếc bình yên, những con tàu rẽ sóng băng băng trên hải trình định trước, và đôi bờ chất ngất những công trình thời đất nước đổi thay. Bạch Đằng có lẽ là một trong những dòng sông ngắn nhất nước Việt Nam với chiều dài chừng 20 km. Nhưng theo cách nói hôm nay thì bạn luôn phải ngước nhìn, bởi vượt ra khỏi tầm vóc một dòng sông, Bạch Đằng là phên dậu chốn biên cương chở che đất nước, là vùng sông nước thiêng liêng bậc nhất của Tổ quốc Việt Nam, là niềm tự hào dân tộc. Lòng tự hào ấy vẫn còn hằn in trong đôi câu đối cổ của một tiền đường vùng quê này: Đại Việt anh hùng vang trần thế, Bạch Đằng oanh liệt nức muôn phương. Bạch Đằng không chỉ là dòng sông được biết đến như một kỳ tích anh hùng, mà còn nổi tiếng bởi vẻ đẹp đến nao lòng của khung cảnh hùng vĩ bao la của trời mây non nước nơi đây. Bạch Đằng vì thế từ bao đời nay luôn là niềm cảm hứng bất tận của biết bao tao nhân mặc khách mỗi dịp ghé qua đây. Bát ngát sóng kình muôn dặm, thướt tha đuôi chỉ một màu, nước trời một sắc, phong cảnh ba thu, bờ lau san sát, bến nước điều hưu. Nhưng non sông Cẩm Tú là thế, gương mặt dòng sông tráng lệ là thế, Bạch Đằng tự cổ huyết do hồng. Từ ngàn năm trước, máu đã loang trên mặt sông diễm lệ này. Không chỉ một lần, mà tới ba lần, những con sóng Bạch Đằng đã gầm lên tiếng thét căm thù và vùi chôn biết bao sắc giặc xâm lược xuống dòng sông. Những con sóng Bạch Đằng vốn hiền lành buộc phải hóa thân thành bão tố để ngăn chặn những bước chân bạo tàn, hòng xéo nát nẻo biên cương Tổ quốc thân yêu. Thật may mắn khi những ngày về làm phim ở Bạch Đằng, chúng tôi nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của anh em ở cảng vụ khu vực 1, những người thuộc lòng mọi ngóc ngách của dòng sông. Chúng tôi cùng anh em cảng vụ đang xuôi dòng Bạch Đằng trong một ngày nắng đẹp. Bạch Đằng trong thơ Trương Hán Siêu đang hiện ra trong bát ngát biển trời. Ông Bùi Duy Khánh, một người con được sinh ra và lớn lên bên dòng Bạch Đằng huyền thoại, bồi hồi nhớ lại. Mình cũng là người sinh ra trên cái dòng sông này. Những trải nghiệm về dòng sông thì nó đã in hẳn vào trong cái ký ức của mình. Đây là một cái dòng sông mang trong mình đó một cái sự tích vĩ đại, một cái chiến công vĩ đại. Dòng sông này nó đã từng là làm nên ba cái kỳ tích chiến thắng giặc phương Bắc. Mở đầu là trận chiến của Ngô Quyền thời chống quân Nam Hán. Cái trận chiến đó đã làm nên cái tên nước là Đại Việt. Cho đến cái cuộc chiến chống quân Tống của Lê Hoàng, trải qua lịch sử thì cuộc chiến nổi tiếng nhất là cuộc chiến chống quân Nguyên của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Sông Bạch Đằng đã từng diễn ra ba cuộc chiến vĩ đại như vậy. Những con sóng hiền hòa, bát ngát sóng kình muôn dặm, những bãi bờ trù mật bình yên của dòng Bạch Đằng, từ bao đời
bỗng một ngày rùng rùng nổi cơn thịnh nộ. Ấy là khi những hung tin từ phương Bắc dội về. Vận nước đang lâm nguy, non sông cần một tướng tài, và Ngô Quyền xuất hiện như ngôi sao rực sáng trên bầu trời đầy giông bão. Nghe theo lời hiệu triệu của Ngô Quyền, hào kiệt bốn phương đem quân về thành Đại La tụ hội. Khi ấy là vào giữa những ngày mùa đông năm Mậu Tuất 938. Dưới cờ đại nghĩa, Ngô Quyền tự tin đưa ra nhận định của mình. Hoàng Thao là một đứa trẻ, lại đem quân từ xa đến, quân lính mệt mỏi. Quân ta sức còn mạnh, địch với quân mỏi mệt, tất phá được. Ta sẽ cho người đem theo cọc lớn đóng ngầm ở cửa biển trước, và đầu nhọn bịt sắt, thuyền của chúng nhân khi nước thủy triều lên, tiến vào bên trong hàng cọc. Bấy giờ, ta sẽ dễ bề chế ngự, không kế gì hay hơn kế ấy cả. Tướng sĩ ai cũng vui mừng, tin rằng chắc thắng. Có một truyền thuyết nói rằng, để chuẩn bị cho cuộc quyết đấu trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền đã chọn một khúc sông Mã làm nơi tập luyện thủy binh. Vùng sông nước Ái Châu này vốn thuộc quyền cai quản của ông. Sau đó, Ngô Quyền kéo quân về vùng biển Đông Bắc, chuẩn bị chiến trường chống quân Nam Hán, chọn thôn Lương Sâm, Gia Viện thuộc huyện An Hải, Hải Phòng ngày nay đặt đại bản doanh. Đến đây, một câu hỏi được đặt ra: quê hương của người anh hùng dân tộc Ngô Quyền ở đâu? Những sử liệu ít ỏi và mơ hồ, thật khó để đưa ra câu trả lời chính xác. Chúng tôi, những người làm phim này, quyết định đi theo hướng của nguồn sử liệu trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư về xã Đường Lâm, huyện Phúc Lộc xưa, nay là huyện Ba Vì, Hà Nội. Thay vì về huyện Đường Lâm, châu Phúc Lộc, Hà Tĩnh, theo các kiến giải khác. Đường Lâm được vinh danh là vùng đất hai vua với Ngô Quyền và Phùng Hưng. Một vùng địa linh nhân kiệt với sông Hồng, sông Tích chảy qua. Nơi đây còn lưu giữ rất nhiều hiện vật quý gắn liền với sự nghiệp đánh giặc giữ nước của Ngô Vương, mà sự hiện hữu của những cọc gỗ Bạch Đằng năm xưa là một minh chứng đáng tự hào. Tại đền thờ và lăng Ngô Quyền, đôi câu đối vẫn vang lên niềm tự hào của người Đường Lâm: Âu Lạc Hưng Đồ Nam Chính Thấy, Đường Lâm Vương Nghiệp Sử Tiền Nhân. Ta cùng nghe giáo sư Phan Huy Lê nói về chiến công xưa của Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng. Ngô Quyền chủ trương là chặn địch ngay ở địa đầu của đất nước. Vì sông Bạch Đằng này gọi là cửa sông của đất nước đấy, không cho địch tiến sâu vào nội địa, tiêu diệt chúng ngay ở vùng địa đầu này. Toàn bộ chiến trận diễn ra vùng hạ lưu và trung lưu của sông Bạch Đằng thôi, chưa đến cái vùng Đa Bạc, tức là thượng lưu của sông Bạch Đằng. Đây là một trận tiêu diệt chiến, mà nhìn diễn ra có thể nói là cực nhanh, cực ngắn và cực gọn trong lịch sử. Cái chế độ thủy triều ở miền Bắc chúng ta là chế độ nhật triều, mỗi ngày như vậy có một lần nước triều lên và nước triều xuống. Trận đánh dự định lại xảy ra lúc nước triều lên và kết thúc lúc nước triều xuống, tức là chỉ xảy ra trong nửa ngày thôi. Khi trận chiến thắng Bạch Đằng năm 938 đấy đã ghi vào lịch sử, nhưng nhiều nhà sử học hiện nay nhận định, và tôi cho rằng cái nhận định rất đúng đấy, là một trận chung kết toàn thắng của dân tộc ta để mà kết thúc cái thời Bắc thuộc kéo dài hơn nghìn năm, để mở ra một thời kỳ độc lập lâu dài. Thì Ngô Quyền đã đi vào lịch sử đấy như là một vị anh hùng dân tộc. Trở lại nơi quan ải Bạch Đằng Giang, đi giữa lồng lộng trời mây và thẳm xanh mặt nước, giữa hiền hòa trùng trùng sóng lượn, giữa bờ bãi trải dài biêng biếc những vòm cây, giữa nhịp sống căng đầy những bến cảng đông vui và nhấp nhô bao công trình hiện đại. Mấy ai có thể hình dung nổi, ở chính nơi đây từ 1075 năm trước, dòng sông hiền hòa hôm nay đã từng nổi cơn thịnh nộ với giáo gươm lởm chởm núi non đầy, mặt bể rung rinh sóng tuyết bay. Đến nay nước sông tuy chảy hoài mà nhục quân thù khôn rửa nổi. Cuộc chiến đã diễn ra đúng như sự chủ liệu và dự tính của Ngô Quyền. Cả đoàn binh thuyền lớn của Hoàng Thao vừa vượt biển vào cửa sông Bạch Đằng đã bị dồn dắt vào thế trận bố trí sẵn của ta và bị tiêu diệt trong thời gian ngắn.
toàn bộ chiến thuyền bị nhấn chìm xuống biển, hầu hết quân địch bị tiêu diệt, chủ soái Lưu Hoàng Thao đã bị giết tại trận. Sử gia Lê Văn Hưu ca ngợi, Tiền Ngô Vương có thể lấy quân mới hợp của đất Việt ta mà phá được 100 vạn quân của Lưu Hoàng Thao, mở nước xưng vương, làm cho người phương Bắc không dám sang nữa. Có thể nói một cơn giận mà yên dân được, mưu giỏi mà đánh cũng giỏi vậy. Bằng chiến công vang dội lần thứ nhất trên sông Bạch Đằng, dân tộc ta không những chấm dứt ách đô hộ hơn 1000 năm của phương Bắc, mà còn tạo điều kiện để tiến lên xây dựng một quốc gia độc lập hoàn toàn. Mùa xuân năm Kỷ Hợi 939, Ngô Quyền xưng vương, chọn kinh đô cũ của Âu Lạc là Cổ Loa làm kinh đô nước Việt để tỏ ý nối tiếp truyền thống của các vua Hùng, vua Thục. Bạch Đằng bao phen tao loạn đã gióng lên hồi chuông cảnh báo từ lịch sử rằng dã tâm xâm lược của kẻ thù không cho phép chúng ta dù một phút lơ là. Dọc chiến công của Ngô Vương trên sóng nước Bạch Đằng năm 938, chỉ gần nửa thế kỷ sau, năm 981, giặc Tống bạo tàn đã lại ngóc đầu lên nhòm ngó phương Nam. Bạch Đằng Giang một lần nữa lại trở thành cửa tử cho tham vọng ngông cuồng. Người cầm quân giăng thế trận lần hai là thập đạo tướng quân Lê Hoàn. Thật tiếc, do nhiều nguyên nhân, cuộc chiến Bạch Đằng lần thứ hai không còn nhiều sử liệu. Hy vọng tới một ngày, lịch sử sẽ khai cuộc chiến công này từ dòng sông bất tử, đem về nhiều cứ liệu mới mẻ hơn, làm sáng lại một trang sử oai hùng. Ngày nay, mỗi khi nói về chiến công vang dội của Bạch Đằng, người ta thường nghĩ tới chiến công lần thứ ba của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Ngược dòng thời gian về thế kỷ thứ 13, thời mà vó ngựa đạo quân viễn chinh Mông Cổ tung hoành như chỗ không người khắp mọi nẻo đường, từ Âu sang Á. Thế giới rên xiết dưới vó ngựa những đạo quân tàn bạo, Giang Sơn Đại Việt thời Trần cũng bắt đầu rung chuyển. Thế trận lòng dân đã được dựng lên từ hào khí Đông A, sẵn sàng chặn bước xâm lăng. Hai chiến công vang dội các năm 1257 và 1285 của quân dân nhà Trần đã dạy cho lũ giặc Nguyên Mông những bài học đầu tiên. Năm 1288, một lần nữa, giặc Nguyên Mông lại nuôi chí phục thù. Nhưng Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư, tiệt nhiên định phận tại Thiên Thư. Lời tuyên ngôn đanh thép của Thái úy Lý Thường Kiệt vẫn còn vọng vang từ phòng tuyến sông Như Nguyệt thời Lý tới phòng tuyến Bạch Đằng Giang thời Trần. Nói theo tiền nhân, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn một lần nữa cùng quân dân nhà Trần dựng lên thế trận Bạch Đằng đón giặc. Năm tháng qua đi, nhưng dòng Bạch Đằng còn đó. Những bãi cọc của tiền nhân vẫn còn đây, lớp nọ chồng lên lớp kia, âm thầm và bền bỉ giữ hồn thiêng sông núi Đại Việt cả ngàn năm trong lòng đất, để hôm nay con cháu được bái chiêm. 2003 tôi đào, thì cuối cùng đào đông quá không thả cá được, thì cuối cùng cá nó cứ chết. Xong rồi 2004 tôi đào 4 sáng mai nữa, bắt đầu mới thấy cái cọc nó nhô lên. Bãi cọc của mình nó 3 lớp cọc. Lớp cọc cụ Ngô Quyền có, lớp cọc cụ Lê Hoàn đánh Tống có, cụ Trần Hưng Đạo có. Trong 3 nó cuối cùng có lớp nông, lớp sâu. Xong đó người ta bảo nó cuối cùng cái này nó lâu đời quá, mọt. Cọc cuối cùng chỉ còn mỗi gốc thôi. Mà cây nào cao nắm thì đào sâu chỉ được khoảng hơn 1m6-7m. Đã hơn 700 năm nữa trôi qua, kể từ buổi hào khí Đông A thổi bay quân xâm lược Nguyên Mông trên khắp các bãi sông triển đất của Bạch Đằng. Hôm nay đang hiện dần lên dấu tích của một thời trận mạc, một thời làm nên Bạch Đằng lừng lẫy sử vàng. Ai đó một lần ghé bến Bạch Đằng,
sẽ được sống giữa hồn thiêng sông núi, để nghe được hơi thở của Bạch Đằng từ xa xăm thức dậy, thấy rùng rùng thế trận Bạch Đằng Giang với tiếng cung nỏ, quân reo và lửa cháy bừng bừng. Ông cha chúng tôi với bố mẹ chúng tôi thường gọi cái tên của cái làng này là làng rừng. Gọi là làng rừng, nó có nguyên nhân của nó là toàn khu vực này là khu vực rừng lim là chủ yếu, có cả sến, có cả táu, có cả hai bãi cọc lớn lắm, người ta gọi là bãi gụ lớn và bãi gụ nhỏ. Gụ có nghĩa là bãi nhử, bắt đầu từ cái cửa đến trần ấy. Thế thì cọc nó dày lắm, đất phủ lên thì nó tròi lên những cái đầu cọc. Những cái đầu cọc này nó bị mục. Đây là cái giếng cổ, người ta gọi là giếng rừng. Cái gốc của cái giếng này ấy, tục truyền là cái giếng mà lấy nước để quân nhà Trần sử dụng trong những ngày kháng chiến chống Nguyên Mông. Đây là cây lim, có hai cây thời kỳ chiến trận, là hai cây này còn nhỏ cho nên không khai thác. Đây là cái dấu tích khai thác làm cọc cho chúng sông Bạch Đằng để tiêu diệt giặc. Tháng 2 âm lịch năm Mậu Tý 1288, giặc Nguyên Mông cậy sức mạnh hùng beo, quân đông lực mạnh, xua đuổi quân 4 vạn thủy binh, 5 vạn quân bộ và hơn 600 chiến thuyền kéo đánh Đại Việt theo hướng Bạch Đằng. Với đội quân hùng hậu ấy, chúng tưởng có thể ăn tươi nuốt sống quân dân nhà Trần trong chớp mắt. Nhưng giặc Nguyên Mông đã nhầm, Đại Việt còn đó. Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn mưu lược như thần và lẫy lừng trận mạc. Còn đó sức mạnh lòng dân như lửa cháy ngút trời. Bình tĩnh, tự tin, Hưng Đạo Vương và quân dân Đại Việt đã giăng sẵn thế cọc Bạch Đằng nơi đầu sóng, sẵn sàng nghênh đón quân thù. Một mê trận cọc lim âm thầm giấu mình phía sau những ngọn sóng êm đềm. Trên mọi nẻo chiến trường, quân xâm lăng có thể lén lút mò vào. Thế trận trong lòng sông và cả thế trận lòng người đã sẵn sàng. Đâu đó giữa ngút ngàn lao sậy và xú vẹt đôi bờ, những thủy binh thiện chiến thời Trần đang mai phục chờ hiệu lệnh. Những rừng cung nỏ giáo gươm cũng chờ lệnh xung phong. Những chiến thuyền quân Nguyên Mông cuối cùng cũng lọt vào trận địa cọc sông. Hiệu lệnh được phát ra, từ hai bờ sông bất ngờ bùng lên lửa cháy. Những bè mảng chở cỏ xăng bốc lửa rùng rùng lao về phía quân thù. Cả một khúc sông rực lửa, những con rồng lửa bùa vây lấy những chiến thuyền ngạo mạn của giặc Nguyên Mông. Tiếng hò reo bỗng dậy lên như sấm dội. Những chiếc thuyền nan của thủy binh nhà Trần nhất loạt lao ra. Ấy là lúc nước triều đang rút. Hiện ra rừng cọc lim kiêu hãnh giữa lòng sông. Thuyền giặc trong cơn hoang mang sợ hãi đến tột cùng đã co cụm lại. Một phần bị đốt cháy, phần còn lại tự đâm vào cọc mà chìm xuống dòng sông. Sông nước Bạch Đằng, lần thứ ba, nhuốm đỏ máu quân thù. Trận chiến này khiến cho toàn bộ 600 chiến thuyền và 4 vạn quân Nguyên chôn xác xuống dòng sông. Chủ soái Ô Mã Nhi và nhiều tướng lĩnh bị bắt sống, chấm dứt giấc mộng hoang đường định bành trướng xuống phương Nam của lũ giặc phương Bắc ngông cuồng. Ngày 8 tháng 3 năm Mậu Tý 1288 đã đi vào lịch sử dân tộc và làm dày thêm lịch sử của dòng sông Bạch Đằng huyền thoại. Ta cùng nghe tâm sự của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Ngọc. Chiến thắng Bạch Đằng ngày 9 tháng 4 năm 1288 đã khẳng định quá trình hình thành, xác lập và phát huy cái giá trị truyền thống yêu nước, truyền thống giữ nước, truyền thống đánh tan giặc ngoại xâm ở địa đầu Tổ quốc trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn. Đây là đỉnh cao của cái nghệ thuật quân sự Việt Nam, của chiến tranh nhân dân Việt Nam, khai thác, tập hợp sức dân, tổ chức các cái cuộc chiến tranh nhân dân. Chính vì thế đấy mà cái chiến thắng Bạch Đằng ngày 9 tháng 4 năm 1288
cũng như cái truyền thống Bạch Đằng ấy, có thể nói rằng là nó đã đem lại cho đất nước ta, cho muôn đời sau này những cái bài học vô giá. Đại Việt anh hùng vang trần thế, Bạch Đằng oanh liệt nức muôn phương. Vâng, đã xa rồi hình bóng Bạch Đằng một thời trận mạc kiêu hùng. Nhưng trong dáng vẻ bình yên, thơ mộng của sông nước Bạch Đằng hôm nay, từ sâu thẳm dòng sông vẫn ngân vang tiếng gươm khua lửa cháy. Bởi Bạch Đằng, muôn đời là phên dậu quốc gia, nơi ấy chẳng thèm một ngày tắt lửa, ngọn lửa thiêng nơi bờ cõi nước Nam. Trong suốt hành trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, sau mỗi kỳ tích, mỗi chiến công hiển hách là những trang huyền thoại áp đầy. Và không có gì ngạc nhiên khi song hành cùng những chiến công lẫy lừng của Bạch Đằng Giang là những huyền tích thấm đẫm trong lịch sử. Bạch Đằng Giang, những huyền thoại, những câu chuyện đời thường mãi là những minh chứng về một thời chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Tập 2 Ký sự Bạch Đằng Giang phát sóng ngày mai. Mời quý vị và các bạn đón xem.